Mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một mảnh vườn đẹp ven thành phố Đà Lạt với tổng diện tích của mảnh vườn là 1.130 m², ghi nhận 420 m² đất ở đô thị với bề ngang rộng 24 m, chiều dài 46 m, thửa đất vuông vức pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Trên đất thì hiện tại đã có sẵn một vườn bơ thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Hạ tầng ở trước đất của chúng ta thì giáp ranh với đường bê tông. Đường bê tông giáp ranh với cái phần đất của mình là làn đường bê tông rộng 5 m. Cô chú anh chị nào sở hữu xong, nếu như mà thật sự mà mình cần đường bê tông thì mình có thể đổ thêm. Với giá thành hiện tại đang được chào bán là 2.250 tỷ, chưa đến 100 triệu trên 1 m². Ở liền kề với chúng ta có những khu phân lô của bên phía công ty bất động sản, hiện người ta tách ra trong khoảng diện tích là 200 đến 250 m², thì đơn giá người ta bán là từ 1.350 triệu đến 1.450 triệu trong cái khoảng diện tích từ 200 đến 250 m², thì mọi người có thể so sánh với mảnh đất của mình rộng 1.100 m², có sẵn 420 m² đất thổ cư, giá là 2.250 triệu. Nguyên cái phần rào lưới này đây là cái phần đất của mình. Từ ngay mốc sắt này sang bên trái màn hình của mình là 24 m, chiều ngang, chiều dài là 46 m, thổ cư là 420 m², cách với trung tâm thành phố Đà Lạt là 28 km, cách sân bay là 24 km, cách với trục đường nhựa chính là khoảng 150 m. Mình sang tới bên này, 24 m bề ngang, thửa đất vuông vức, làn đường ở trước đất hiện trạng, làn đường rộng 5 m và nhược điểm là chưa có đổ bê tông, thì đây là cái mà mọi người có thể cải thiện cái hạ tầng lên. Và thửa đất này mình có thể tách đôi ra làm hai thửa nếu thật sự mà cô chú anh chị mình có nhu cầu tách thửa. Còn nguyên một cái khuôn viên rộng hơn 1.000 m² này, mình xây một căn nhà vườn để nghỉ ngơi thì rất là đẹp ha. Khí hậu tại đây chênh lệch với Đà Lạt từ 2 đến 3 độ C. Vị trí đất cách với chợ Thăng Long là 4 km và di chuyển ở đường tỉnh lộ DT725 là 3.1 km. Tổng thể mảnh vườn của mình ở bên trong này mọi người, sẵn vườn bơ, nếu như xây dựng thì chắc sẽ phải loại bỏ đi để lấy không gian diện tích để mình sử dụng. Khuôn đất đã rõ ràng hết ranh giới bao quanh rồi, không tranh chấp với ai nữa. Chất đất là chất đất đỏ, thế đất thì triền nhẹ thôi mọi người. Sau nhà thì sẽ là cảnh quan về những cái dải đồi phía núi Voi. Đây là sau nhà. Ranh giới của mình là từ bên góc bên này qua 24 m. Gần đây những khu phân lô liền kề với mình đang bán giá gấp đôi mình đó mọi người. Tách ra 200 m² là người ta đã bán 1.350 triệu rồi. Bên này là cái nhà chòi của hàng xóm nha mọi người, không phải miếu đâu ạ. À.
đang bơ ở trên đất nên mọi người không có mường tượng được rõ ràng. Khuôn đất em để trên màn hình, mọi người có thể xem rõ ràng, vuông vức, đảm bảo. Xung quanh đây cũng trồng cây ăn trái này. Thổ nhưỡng ở đây thì rất là tốt. Đường điện ở đây là đường điện nhà nước. Dân sinh hiện hữu hết rồi. Mình mà xây nhà cao lên thì thấy được cái cảnh quan nó gần tương đương như thế này này mọi người. Ngay bên ngoài này những khu phân lô của người Sài Gòn. Bỏ đường là đổ đường nhựa, đổ tách thửa. Giá là gấp đôi mình lắm đó. Đường nhựa ngay ngoài này, mình di chuyển là đường nhựa khu phân lô bên này. Em không có tiện qua để chia sẻ do có mấy đội sale đang bán ở bên đó sẽ rất là bất tiện. Mọi người thông cảm giúp em ha. Ai mà muốn thì mình cũng có thể tới đây để mình cảm nhận thực tế mảnh đất này, và mình muốn tham khảo bên đó thì mình cứ qua bên khu phân lô bên đó mình xem. Giá thành là 2 tỷ 250 triệu. Cô chú anh chị nào mình quan tâm mình có thể tới xem và mình thương lượng trực tiếp với chủ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Chúc cô chú và anh chị một ngày tốt lành.